Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành công văn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh thành về việc trang bị sách giáo khoa và tài liệu tham khảo trong trường tiểu học. Công văn nêu rõ, thời gian vừa qua, một số phụ huynh đã phản ánh với cơ quan báo chí về tình trạng một số trường tiểu học yêu cầu phụ huynh học sinh mua sách giáo khoa, tài liệu tham khảo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1 năm 2020-2021 không đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Do đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo phải thực hiện nghiêm túc các nội dung về sách giáo khoa và tài liệu tham khảo đã được quy định tại điều lệ trường tiểu học. Nhà trường trang bị tài liệu tham khảo phục vụ cho hoạt động giảng dạy và nghiên cứu của giáo viên, khuyến khích giáo viên sử dụng tài liệu tham khảo để nâng cao chất lượng giáo dục. Mọi tổ chức cá nhân không được ép buộc học sinh phải mua tài liệu tham khảo, phụ huynh học sinh tự mua sắm theo nhu cầu thực tế và quyền tự chọn, không bắt buộc. Thưa quý vị, theo bản tin sáng của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, vào sáng ngày 6 tháng 9, không có ca mắc mới COVID-19 được ghi nhận. Như vậy, đã 36 giờ trôi qua, Việt Nam không có ca bệnh COVID-19 nào. Tính đến 6 giờ sáng nay, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25 tháng 7 đến nay là 551 ca. Tính từ 18 giờ ngày 5 tháng 9 đến 6 giờ ngày 6 tháng 9, không có ca mắc mới. Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đến thời điểm này, nước ta đã chữa khỏi cho 805 bệnh nhân COVID-19, 1.049 ca mắc. Tính đến thời điểm này, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại 19 cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 27 ca, số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 là 24 ca, số ca âm tính lần 3 là 35 ca. Theo Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 8 tháng đầu năm 2020, tổng khối lượng và trị giá xuất khẩu gạo đạt 4,5 triệu tấn và 2,2 tỷ đô la Mỹ, giảm 1,7% về khối lượng nhưng tăng 10,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019. Theo đó, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2011 do tác động từ yếu tố mùa vụ. Hiện vụ thu hoạch hè thu đã gần kết thúc nên nguồn cung bị thu hẹp hơn. Cụ thể, trong tháng 8 năm 2020, gạo 5% tấm Việt Nam tăng từ bậc 470 đô la Mỹ một tấn lên 480 đến 490 đô la Mỹ một tấn, mức cao nhất kể từ cuối năm 2011. Philippines đứng vị trí thứ nhất về thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm với 35,3% thị phần. Trị giá xuất khẩu sang thị trường này đạt 1,5 triệu tấn và 688,3 triệu đô la Mỹ, tăng 2,7% về khối lượng và tăng 17,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019. Thưa quý vị, Bộ Công Thương cho biết trong tháng 8 năm 2020, sản xuất dệt tăng 3,1% so với tháng 7 và tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2019. Tính chung 8 tháng năm 2020, sản xuất dệt tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, sản xuất hàng may mặc tháng 8 năm 2020 tăng 4,9% so với tháng 7, tăng cùng 4,4% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, tính chung 8 tháng năm 2020, mặt hàng này giảm 4,2% so với cùng kỳ năm trước. Cũng theo Bộ Công Thương, 8 tháng năm 2020, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt và may mặc ước đạt 19,25 tỷ đô la Mỹ, giảm 11,6% so với cùng kỳ năm 2019. Hiện nhu cầu thị trường thế giới chững lại vì dịch Covid-19, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam hiện chỉ nhận đơn hàng theo từng tháng, thậm chí là từng tuần. Một số doanh nghiệp đã nhận được khoảng 50 đến 60% đơn hàng cho tháng 9 năm 2020. Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000 m, nên từ chiều tối nay ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70mm trên 24 giờ, có nơi trên 100mm trên 24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo đợt mưa này có khả năng kéo dài đến ngày 8 tháng 9. Mưa lớn tập trung từ chiều tối đến sáng ngày hôm sau. Khu vực Hà Nội từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở cấp 1.